Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập Rubik hạt đậu của mình nè. Đây đầu tiên là con này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi, quay qua đây. Đó. Thì mình đã sưu tầm được rất là nhiều cái loại Rubik hạt đậu luôn. Mình mua tất cả, nói chung là mình săn rất là nhiều luôn mới được một số luôn á. Thì bây giờ mình sẽ đi giới thiệu hết cho các bạn. Thì các bạn coi coi còn thiếu con gì á, thì các bạn có thể biết, các bạn có thể chỉ mình cái đường link để mình mua nha. Rồi. Em tiếp theo là cái em này, là cái bình sữa nè các bạn thấy không? Đó cái bình sữa cũng là Rubik hạt đậu luôn nè các bạn. Đó, nó cũng là banner, đa số những con Rubik hạt đậu á là nó đều có banner để mình quay. Đây là cái con mà giống như là cái tên lửa vậy các bạn nè. Đó, thấy ba ba cái chân của nó không? Đó, nó bay vậy nè. Đó. Nhưng nó cũng là banner luôn nè. Đó, nó cũng quay được luôn các bạn ha. Rồi. Đó, rất là độc đáo luôn. Rồi. Tiếp đến là hai cái con Rubik quả trứng. Đó, cái hình này là hình quả trứng nè các bạn. Cũng là banner rồi, cũng quay được luôn nè. Đó. Rồi. Tiếp đến là ba con này. Ba cái hình này là hình tròn, hình lu hay gì nè. Đó cũng là banner cũng quay được luôn nè các bạn. Rồi, con này là Chain Biden. Cũng quay được luôn nè các bạn. Đó. Thì nó có cái đường giữa nè để mình di chuyển các con này, nhưng mà mình phải để cho nó đúng khớp của mình mới quay được nha, còn không có là nó bị khựng, nó dướng, nó bị khựng, nó quay không được nè. Đó các bạn thấy không? Đó nó quay nè. Đó. Đó mình phải để cho nó đúng khớp thôi. Đó, nó là như vậy thôi. Và một con màu đen. Cũng là banner luôn. Đó. Rồi tiếp đến là cái em này hình như lon lon bia hay lon nước ngọt nè, các bạn thấy cái độ khui không? Đó. Cũng banner cũng quay được luôn. Đó. Nè đó, bây giờ nó cũng có cái đường giữa để mình di chuyển nè. Đó, nó sẽ có một cái là chấm một ô để mình quán đổi. Và đây là ba em khổng lồ, chai này chai nhỏ, còn chai này chai lớn. Nè cái hình móc khóa nè các bạn. Ê, hình giống như cái để mình khui cái nắp bia vậy đó các bạn. Đó. Đó, nó cũng có cái đường giữa để mình di chuyển những cái con Rubik hạt đậu đi nè. Đó. Ba màu. Di chuyển đi nè. Đó. Qua lấy xuống. Rồi. Tiếp đến là một cặp này cũng quay banner được luôn nè các bạn. Đó ha. Đó, cái này nè, đó, nó quay thứ nhất là banner, thứ hai là hạt đậu là quay vậy nè, để nó di chuyển mấy cái con này nè. Hình như nó sẽ có một ô trống nè, đúng rồi. Một ô trống để nó hoán đổi cái con ở trên nè, đó. Đó mình lấy xuống nè. Đó mình quay qua bên này nó sẽ bị thiếu mặt này đó. Thì cái cách chơi nó là na ná là như vậy đó. Thì con này cũng vậy nè, nó cũng có một cái ô trống nè. Đó thứ nhất là nó banner nó quay được nè. Đó thứ hai đó là nó di chuyển cái này nè, nó dù như mặt cam này không, nó di chuyển qua đây để nó quán vậy với cái góc ở trên đây nè, nó đưa 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 về nè. Giờ mình đưa một viên cam về đi nè, viên cam đây nè, đó mình đưa nó xuống, đó nó đưa nó xuống, nó qua đó là nó đã có viên cam đó. Giờ cái viên cam này cũng vậy nè, đó mình đi qua đây mình đóng cái viên cam này lên nè, đó cái cách di chuyển của nó là như vậy á, đó. Mình đóng viên cam này lên nè. Nói chung ra là cái cách nó chơi nó là như vậy đó, thì các bạn nghiên cứu. Rồi đây cũng vậy, đây cũng một cặp này luôn nè, đó cũng quay. Một con này nó có khoảng trống không nè, không luôn luôn nó cũng sẽ có một cái, dù như là một cái này là ba phải không, ba hàng thì nó sẽ có một cái hàng là nó có hai con để nó quán vậy nè. Đó nó xuống, cho nó xuống, đó nó quán vậy, đó là đưa xuống vậy đó, nó cứ vậy thôi. À đây thiếu nè, đưa qua đó, đây đủ qua nè. Rồi đây là thiếu hết một màu tím nè, đi qua đây cho nó xuống, đây là nó đủ cái màu tím của nó đó. Rồi vậy là nó về đúng màu hết rồi các bạn nè, vàng tím xanh nè, bên đây cũng vậy nè. Đó cái cách nó là vậy thôi.
Đó, con này con xanh cũng vậy, dinner cho nó quay, con này cũng vậy thôi. Và một cặp này là một cặp cơ bản. Đó, cái này nè, khi nào mình quay nè các bạn, ở dần cái này mình gặt nó qua, cái này phải đúng cái vị trí mình mới gặt được nha. Đó, đưa nó qua bên đây. Đó, đưa nó lại. Giờ mình quay cái vị trí này nữa, mình quay cái con giữa nó nữa nè. Đó, nó thêm cái vị trí này nữa. Bên đây cũng vậy. Đó. Đó, nó cũng có quay con giữa. Cái này là mình khóa lại. Ủa, cái này không phải phải, có con kia mới khóa lại. Đó. Di chuyển. Ôi sao con này di chuyển nó mượt hơn con bên đây ra, con bên đây nó bị dứt ra. Nè. À, tại cái hạt đậu nó nằm không có đúng khớp á. Một cặp rồi, còn đây cặp này á, thì nó sẽ không có cái tầng giữa như 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 cái cặp này. Cặp này nó có cái tầng giữa nên lần này nó để quay rồi, còn cái này thì nó không có, nó chỉ quay như vậy thôi. Đó. Này màu trắng mà lên cái viền đen này nhìn đẹp. Đó. Nó cũng gạt qua đây được nè, quay nè, gạt qua đây, gạt qua đây. Đó. Thì cái con này cũng vậy, con này thì màu hồng. Đó. Chỉ mình đổi nó nè. Đó. Rồi. Tiếp đến là con bự chà bá này luôn. Con này chơi là cực kỳ dễ luôn á, nhưng mà nó bực mình đó là cái chỗ là mình phải quay cho nó đúng cái này nè, để mình di chuyển nè, còn không đó là làm nó sẽ bị cứng lắm. Đó, chứ không có cái gì đó. À, ví dụ mình quay nó tới cái điểm này nè, là mình dung chuyển nó nè, mình sẽ đảo cái này nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, đảo nó nè, đảo nó tới. Rồi còn cái này mà cái dòng này mà mình muốn quay á là mình phải nè cái dòng này đó, thì nói chung là mình phải đỡ cho nó đúng khớp á để mình quay nè, còn không đúng khớp á nè nó bị khựng thôi đó. Còn cái cách chơi thì đảo dễ lắm đó, mình đưa cái này đảo qua nè, không nãy vừa ba con cái mình giấu đi nè, khựng quá đó, giờ cái mình giấu nó đi, không cái mình trả nó về, cái là đó nó cứ vậy đó, thì cách chơi nó giấu đi trả về, giấu đi trả lại vậy thôi. Tiếp đến là em này còn cơ bản hơn luôn, con này nó cũng có pinner nữa nè các bạn. Đó. Thì con này á, nó không có hai tầng như như mấy cái con này nè, ở tầng trước tầng sau, thì nó chỉ có quán đổi cái mặt trước mặt sau thôi. Ví dụ này tím phải không, bên đây cam nè. Đó. Mình để vô cái khớp của nó nè, đó mình quán đổi nó vậy thôi. Đó. Bên đây cũng vậy. Đó. Nó từng ô riêng lẻ một thôi. Đó. Mình chơi cái ô này xong mình qua ô này, mình qua ô này. Đó. Thì cách chơi nó rất là dễ luôn, nhưng mà có điều là tại vì mình săn á, săn cho nó nhiều cái mẫu biến thể của hạt đậu, càng nhiều càng tốt. Đó, thì nói chung ra là khi mà xong cái video, bạn nào mà biết được những cái chỗ nào mà có những con hạt đậu nào mà mình chưa có đó, thì các bạn nhớ giới thiệu cho mình nha. Rồi em này mới là độc nè các bạn. Đó, nó cũng là pinner, nó quay được luôn nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nè giờ nó là vừa là bốc ít luôn nè. Đó. Đó, còn cái con hạt đậu, cái cách chơi cái này thì nó không biết mình chơi sao nữa. Nó đâu à, để này xong qua này đi lên đưa cái vàng nó xuống lại. À, rồi trắng qua qua đây, chắc chắc đưa 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 con xanh này lên đây quá. Đó, giờ đưa 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 con xanh này lên. Đưa con xanh này nó vô cái lỗ này nè các bạn. Sao mày không lọt vô cái gì đó, rồi con vàng nè. Đó thì cái cách chơi nó là như vậy thôi. Đó, chứ nó cái hạt đậu nó chỉ có như vậy à. Đó, giờ nó có thêm cái bốc ít vậy thôi nè. Đó, bốc ít. Đó, và pinner quay. Đó, rồi em tiếp theo thì nó cái kiểu này nó cũng giống như cái kiểu này nè. Đó, nó chỉ có dạng như vậy nè. Đó, mình quay mình để cho nó đúng tầng á, cái mình đâu mình để cái này nó cũng đúng tầng, cái là đó là cái mình chỉ việc mình đảo nó qua thôi. Ui, cái này nó hơi cứng là do cái hạt đậu mình setup á các bạn. Ây da, muốn bay cái hạt đậu ra luôn nè. Đó, thậm chí là mình gạt qua đây đó để mình di chuyển nè. Đó. Rồi mình gạt ra đây để mình di chuyển thì nó cũng y như thế này thôi.
Nhưng mà có điều á là ai cha nó cứng như vậy ta. Nè không, mình nãy nó không 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 chuẩn vô á là tại mấy con hạt đậu này thôi. Nó làm mình cứng mình quay không được. Đây nè, dướng bên đây nè, đó. Rồi. Đó và nó thiết kế thêm nó y như là cái radio các bạn thấy không, cái anten nè. Đó, cái quai sắt nè, còn đây nó làm chấm chấm nè, y như là cái lo vậy đó, để mình sắt vậy nè. Đó. Rồi, đây là tổng cộng tất cả các loại Rubik hoạt động mà mình có luôn. Thì mình còn thiếu con nào á thì các bạn có thể cố gắng, các bạn chỉ mình sẽ cố gắng mình mua. Đó, chứ mình cũng cố gắng mình mua dữ lắm á, nhưng mà nó mới được một đống như vậy nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ like, đăng ký và chia sẻ video cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Chào tạm biệt.